Thưa quý vị, với diện tích lên đến 18 hecta, hồ Bầu Sen là một trong những hồ điều hòa quan trọng của thành phố Vũng Tàu. Thế nhưng hiện mặt nước ở hồ này đầy rác, nổi váng, bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh bị xáo trộn và ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của các cơ sở lân cận. Phóng viên thời sự BRT đã có mặt tại hiện trường và có bài phản ánh. Thưa quý vị, sống cạnh hồ điều hòa như thế này có lẽ là một trong những điều khá là lý tưởng đối với không gian sống của những người dân ở vùng đô thị. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như thế này thì hồ điều hòa cũng sẽ góp phần khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Thế nhưng thay vì tận hưởng những điều dễ chịu ấy thì trong những ngày như thế này, người dân sống cạnh hồ điều hòa Bầu Sen của thành phố Vũng Tàu lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Đợt này là bị ô nhiễm nặng nhất, chưa từng thấy. Nước mà tới nỗi mà bây giờ mà nó xanh mà như tàu lá chuối luôn là biết rồi. Còn mấy bữa nay nó cứ bọt bèo gì nó cứ trôi về đây. Gió thổi ngược lên một cái là coi như là nó hắt là chịu không nổi luôn. Không năm nào như năm này, mọi năm nó chỉ hôi thôi, nhưng năm nay nó sao nó lại cái mùi nó nồng nặc lên. Thời gian qua phường Thắng Tam cũng tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về cái hồ Bầu Sen gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm trọng nhất là trước Tết và sau Tết là ngày 24, 25, 26, 3 ngày đó thì rất là thối và rất là ô nhiễm. Và bây giờ thì tôi đã có mặt ở gần khu vực lòng hồ Bầu Sen để quý vị có thể nhìn thấy rõ hơn những điều mà người dân vừa phản ánh. Ngay một khu vực cống thoát nước ở trên hồ Bầu Sen, quý vị có thể nhìn thấy là ngay khu vực này thì rác thải sinh hoạt khá là nhiều, bao xốp, bao ni lông cũng như là những loại rác khác đang tập trung ở khu vực này. Bên cạnh đó, một lượng cá trong hồ chết cũng khiến cho hồ trở nên ô nhiễm hơn trong những ngày qua. Và quý vị đang thấy là ngay khu vực phía trước kia, công nhân của công ty Cây Xanh thành phố Vũng Tàu đang thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh lòng hồ, thu gom rác thải ở trên hồ Bầu Sen. Hai ngày một lần sẽ thực hiện thu gom. Tuy nhiên thì trong những ngày cao điểm như thế này thì gần như ngày nào đơn vị này cũng túc trực. Rác mà mình gom được sáng giờ là những cái loại như thế nào ạ? Đấy, trên thuyền, đấy, trên biển. Không hiểu mà thử gì quá. Mùa mưa là còn nhiều hơn nữa. Mùa mưa ở trong cổng ra là nhiều mỡ hơn. Dạ. Cái mỡ cục ở trong cổng nó trôi ra. Dạ. Không chữa thử gì. Chú làm trực tiếp ở đây, chú thấy cái môi trường ở đây như thế nào? Nó quá ô nhiễm đấy con. Cái hồ này nó quá ô nhiễm. Ở đây bán ép giường nềm nó đưa xuống đây hết. Đấy, vừa nãy con nềm đấy, cả vừa nãy con nềm giường tủ. Nềm cái giường nềm tủ chứ đưa xuống dục xuống đây hết hả? Và quý vị vừa nghe một cuộc trò chuyện ngắn của tôi với những người công nhân trực tiếp đi dọn rác vệ sinh tại khu vực của hồ Bầu Sen. Và những người công nhân này cho biết là từ sáng tới giờ họ đã thu gom được 5 chiếc xuồng như thế này. Và mỗi chiếc xuồng như thế này thì chứa khoảng 600kg rác. Điều này có nghĩa rằng là từ sáng tới giờ khoảng 3 tấn rác trên khu vực hồ Bầu Sen đã được thu gom. Đây quả là một lượng rác kinh khủng đối với một khu vực hồ điều hòa như thế này. Thưa quý vị. Hầu như các năm thì cũng có tạo và cũng có mùi hôi, nhưng mà năm nay là cái năm mà đỉnh điểm của sự ô nhiễm nên hiện tượng tảo chết rất là nhiều. Từ trước Tết là đã có tảo và bên mình đã thường xuyên cho công nhân và tăng cường công nhân đi vớt tảo, tuy nhiên là vớt cũng không hết được. Đến sau Tết thì có sự phối hợp của bên thoát nước thì giữa hai công ty đã phối hợp nhau hút và xử lý chất thải. Vừa rồi bên mình cũng đã sử dụng cái chế phẩm sinh học cho 2 ngày liên tiếp theo liều lượng của nhà sản xuất, cũng giải ra được 2 ngày. Thì không biết là thời gian tới cũng hy vọng là nó cũng cải thiện được cái môi trường của cũng như cái đáy hồ. Theo đơn vị quản lý hồ, với những giải pháp trước mắt thì trong những ngày qua mùi hôi cũng như là lượng rác ở trên hồ Bầu Sen đã giảm đáng kể. Tuy nhiên thì hiện nay mực nước ở lòng hồ đang xuống khá thấp, cho nên có những khu vực nước chỉ còn lại khoảng chừng 20 phân. Toàn bộ khu vực phía dưới là bùn, gây ra tình trạng sủi bọt, khiến cho mùi hôi của hồ Bầu Sen cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, với diện tích rộng như hồ Bầu Sen và tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, thì rất khó có phương án xử lý dứt điểm nếu chỉ sử dụng sức người như hiện tại. Vậy thành phố Vũng Tàu có những giải pháp căn cơ gì để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm hồ Bầu Sen trong tương lai?
Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong chương trình thời sự tối mai. Mời quý vị đón theo dõi.